chào mặt bằng có khoảng thời gian 3 ngày thì cả nhà về nhà là tiến hành chỉ tạo và thực hiện cái vinh lọc của mình khi đến lượt thế là thể cái vinh lọc thì các bạn đã sẵn ở ngoài trong buổi học hôm nay thì các bạn sẽ lên giới thiệu lại cái quy trình làm vinh lọc được và quá trình thực hiện của vinh lọc của nhà mình. Nhóm nào sẽ đại diện cho phòng lên máy trước? Với đại diện phòng số 2. Xin chào các bạn, sau khi đã nghiên cứu kiến thức nền và lập sơ đồ thiết kế bình lọc nước thì hôm nay nhóm chúng mình sẽ quay video giới thiệu lắp ráp bình lọc nước theo hai lần, lọc suối và lọc ngược. Đầu tiên nhóm mình sẽ chuẩn bị nguyên liệu như sau. Đây sẽ là những nguyên liệu dễ tìm, chi phí rẻ và có thể tận dụng trong nhà. Ở đây bọn mình đã tận dụng hai bình nhựa muối cao của mẹ, ống dẫn nước và khóa nước cũ của bố, kèm theo đó là kéo và dụng cụ đục lỗ. Bọn mình đã sang hàng xóm xin cát sỏi, than củi và mua thêm một ít bông. Các nguyên liệu cát sỏi, than củi sẽ được rửa thật sạch để có chất lượng nước tốt hơn. Sau khi đã chuẩn bị xong nguyên liệu thì bọn mình sẽ tiến hành lắp ráp như sau. Đầu tiên lắp ráp sơ đồ ở đây, sau khi dùng khoan đục lỗ, bọn mình đã gắn khoan nước ở phần trên của bình 2 và gắn ống dẫn nước từ bình 1 xuống bình 2, gắn ống tạo áp suất. Sau khi đã lắp xong dụng cụ thì sẽ cho nguyên liệu vào bình. Do bình 2 nằm ở phía dưới cho nên là bọn mình sẽ cho nguyên liệu vào bình 2 trước. Đầu tiên lớp dưới cũng sẽ là sỏi. Để tránh cát xuống phía dưới thì bọn mình sẽ cho một lớp bông ở phía trên. Rồi tiếp lớp tiếp theo sẽ là cát vàng. Trên cát vàng sẽ là than củi. Lớp tiếp theo sẽ là cát đen. Và trên cùng là sỏi. Sau khi đã cho nguyên liệu vào bình 2 xong thì tiếp theo sẽ là nguyên liệu vào bình 1, ở đây các bước cùng tương tự. Đầu tiên sẽ là lớp sỏi.
Tiếp theo bọn mình sẽ cho thêm một lớp bông ở phía trên lớp sỏi để tránh hiện tượng cát từ phía trên sẽ đi qua vào ống dẫn nước gây tắc ống dẫn nước. Sau khi đã cho bông trên thì tiếp theo sẽ là cát vàng. Lớp tiếp theo sẽ là than. Trên lớp than sẽ là lớp cát đen. Và lớp trên công sẽ là sỏi. Lớp trên cùng bọn mình sẽ cho thêm một lớp bông nữa. Vậy là nhóm chúng mình đã hoàn thành xong cái sơ đồ về máy lọc nước theo hai lần lọc suối và lọc ngược, lọc suối ở bình 1 và lọc ngược ở bình 2. Sau đây bọn mình sẽ thực hiện thí nghiệm về lọc nước. Ở đây bọn mình đã chuẩn bị sẵn nước chưa xử lý. Đầu tiên sẽ cho nước chưa xử lý vào bình 1. Nước sẽ tiến hành lọc suối ở bình 1. Sau khi quá trình lọc suối ở bình 1 thì sẽ được đưa xuống bình 2 để tiếp tục lọc ngược. Vậy là nhóm chúng mình đã hoàn thành xong phần thiết kế ống bình lọc nước theo hai lần lọc ngược và lọc suối. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Sau khi các bạn đã thấy cũng đã cùng xem qua video của nhóm chúng mình thì sau 3 ngày vào một quá trình tìm hiểu và chuẩn bị và thử nghiệm sản phẩm thì nhóm chúng mình đã tạo được ra một sản phẩm có thể làm ra được công thức phù hợp với sinh hoạt hàng ngày. Và sản phẩm này được tạo từ những nguyên liệu chi phí rẻ, những nguyên liệu dễ tìm và có thể sử dụng các nguyên liệu tái chế phù hợp với các hộ gia đình khi vào mùa lũ hay là mùa nước bị ngập mặn hay là mùa nước bị nhiễm phèn thì các hộ gia đình có thể sử dụng sản phẩm của chúng mình để làm ra những công thức phù hợp cho sinh hoạt hàng ngày của các hộ gia đình ạ. Xin cảm ơn đại diện của nhóm số 2 đề nghị được lựa chọn nhóm ba của các cô ta. Tiếp theo xin mời đại diện của nhóm số 1 đến trình bày. Thay mặt cả ba, sau đây cho em xin thay mặt nhóm 1 trình bày về sản phẩm bình lọc nước và thảo luận. Để thay mặt cả ba cũng hiểu rõ hơn, thì xin mời thay mặt cả ba cùng theo dõi các clip mà chúng em đã làm trong quá trình hoàn thiện sản phẩm bình lọc nước. Xin chào tất cả các bạn, chúng mình là thành viên đến từ nhóm 1
Video hôm nay chúng mình sẽ hướng dẫn các bạn cách làm bình lọc nước rất đơn giản. Những nguyên liệu dễ tìm gồm: thứ nhất về dụng cụ đục lỗ, dao rọc giấy, kéo. Về vật liệu có: hai bình nhựa 5 lít, cát vàng, cát đen, đá trắng, sỏi, than, bông y tế. Sau đây chúng mình bắt đầu nhé. Đầu tiên lấy hai bình nước rỗng loại 5 lít. Cắt phần đáy của bình nước thứ nhất gắn lên phần đầu của bình lọc nước. Phần nắp bình thứ nhất đục lỗ để nước sau khi được xử lý sẽ chảy xuống bình nước thứ hai. Phía dưới cùng sẽ đệm một lớp bông y tế. Lớp bông này giúp ngăn chặn các hạt cát và hạt sỏi để chúng không rơi xuống bình dưới. Phía trên là lớp sỏi. Tiếp đến là lớp cát vàng. Một lớp than. Tiếp đến là một lớp cát vàng, một lớp cát đen. Phía trên là một lớp bông y tế để loại bỏ các cặn bã lơ lửng phía bên trong nước. Trên cùng sẽ là một lớp đá trắng. Xuống nước qua các lớp lọc này sẽ đi xuống bình thứ hai. Điều gì sẽ xảy ra? Mời các bạn cùng chờ đợi kết quả. Đến đây là ba chuyển tích của nhóm em theo quy tắc lọc suối. Rất mong nhận được sự góp ý của thầy và tất cả các bạn. Lớp 3 vừa nghe đại diện của hai nhóm tích phanh khá là chi tiết rõ ràng và mỗi cái nhóm có một nét đẹp đặc trưng riêng. Và để kiểm tra lại cái báo cáo của các bạn thì bây giờ mời các nhóm tiến hành đưa sản phẩm vào lớp học để chúng ta cùng thực hiện. Để kiểm tra cái chất lượng đường do bên cả cái hai cái bên mà hai nhóm chỉ làm ra thì thầy đã chuẩn bị sẵn hai cái màu đường mà được đánh giá là màu đường yếu nhiệm. Trước khi kiểm tra cái chất lượng đường thì bây giờ mời các em chú ý đến màn hình để xem một số cái thông số về
nhận thông tin trên đường sạch và nhận chưa sạch. Để đó cái chất lượng nước thì ta có thể dùng cái bộ đó hoặc là bộ thử nước, cái chỉ số là TDM. Chỉ số này thì bao nhiêu thì ta có thể sử dụng được. Như vậy nước uống lý tưởng ấy thì chỉ số TDM này là từ 0 đến 50. Còn nước máy nước suối xử lý cái lượng nước cần xử lý có thể uống được là 50 đến 100. 50 đến khoảng 180 chẳng hạn. Khoảng từ 180 cho đến 400 thì những nước này là coi như là nước bị ô nhiễm và không nên sử dụng. Còn 800 thì là cực kỳ nguy hiểm khả để sử dụng được. Bây giờ thầy chuẩn bị bầu nước cho hai nhóm để tiến hành lọc. Bây giờ tôi muốn bàn để tiến hành kiểm tra cái bầu nước thầy chuẩn bị đang mức độ ô nhiễm bao nhiêu. Sau đó trường và sau đó là ta sẽ cho vào bên lọc và kiểm tra sau khi lọc thì chất lượng của đất đai được không. Hai xung phong lên tiến hành thử được. Mời bạn. Như vậy là mẫu ở bên đây là chỉ số là 126 đến xỉn của cái nhóm vật không uống được nhưng mà có thể sử dụng uống được. Và mẫu bên này chế số cùng 126 127. Như vậy mẫu bên đây thì chỉ số DT là 127 và mẫu bên đây là bạn đâu ai là kiểm tra mẫu bên đây. Cho nước bẩn vào bao cái bên trong của bạn nhé. Nơi đây có rồi. Rồi đấy. Rồi đấy. Rồi đến đây. Rồi đã được bình đẳng giới lọc khoảng 2 chủ, sau đó ta kiểm tra cho mọi người. Thì đây đám thể thấy đơn giới lọc ra không có thử lại. Lọc cho bản bản xem, nghe được bản. Rồi em có thể hỏi được không? Em làm chủ đi. Đấy là kinh lọc của nhóm số mấy? Số 1 rồi. Em đâu đó. Đấy đây nó lớp. Đứng bên này. Đây. Khi này là 127, như vậy là chỉ số TDM gần được 4 được hơn. Rồi kiểm tra đi làm thành viên. Còn chỉ số DTS thì chỉ
chỉ số của bên này là u bù mấy bài nghĩa là đóng cái nhỏ bù được, còn bên này thì cần phải xử lý riêng rồi. Như ai có thể giải thích cái nguyên nhân để đạt được cái kết quả này? Máy đó hay phá thì được đâu, ai có thể giải thích những cái kết quả này? Là nào? Làm với bạn Vy Công. Thưa thầy và các bạn, thì em nghĩ là lý do bởi vì mà nước của hai bạn một bên ở nhóm một là mà không được cao hơn thì mà khi chỉ số VDF thân phần cao là do là nghĩ là do bởi vì cái ở trong cái của các bạn nhờ vì chỉ số của các bạn có vấn đề gì đó, bởi vì là ở đấy thì nhận cả của các bạn nó không được sạch, là cái thứ nhất. Cả buổi tháng thì kiểu vì sẽ hơi trung thu nào vì thì làm cả thì mà vừa sai thì mất cái lượng để vẫn vẫn chưa được bảo đảm. Còn ở của nhóm của bên nhóm hai thì ở đấy là các bạn có một cái lọc hai lần thẳng người nhóm của bên đặt nhóm của nhóm một đến là khi mà lọc tư đến số tư gửi đến hai lần rồi nên là sẽ có lọc sư lọc đi lọc ga nên là cái lượng nước cá nó cứ không được sạch, không được nước nào trong như của cá tan đến nhóm hạng gần nhóm một thì mất cái lượng cái tỷ số tế đẻ thì em sẽ có cải thiện. Cái bình này là lọc thái quả tim như bạn nói thì lọc thái lượng thì sẽ lọc được nhiều hơn lọc một lượng. Vậy thì như ta cái này vừa nói ấy, thì có cả than và sỏi thì bên này thứ nhất là cái lượng sỏi lượng cả ít ấy, cả ít thì sẽ ngoài cái giữ riêng việc lọc cả cái yếu trong nước thì còn cả cái ít thì sẽ không lọc được thì những cái chất bùn chất vụn lơ lơ lửng đó nên ta như thể thấy là đục vậy. Và ở đây khi thấy thấy ở đây thì cái lượng sỏi ở đấy còn nhiều đất ấy, nó cả ít này sỏi đấy rất là sạch đấy. Còn bên nhóm này thì đấy cái lượng cả đấy nhiều, đấy cái lượng bụi lơ lửng ở đấy bị lọc sạch nên ta như thể là nóng hơn nhá. Đấy, như vậy để đánh giá một cái chất lượng một cái công lượng cô có nhiệm hay không thì việc nhìn màu bên ngoài thì cũng chưa quyết định được, đúng không? Như vậy các bạn phải kiểm tra được chỉ ra màu của chỉ số tế đẻ là như đâu này, còn màu thì như đâu này thì tổng hơn. Như vậy sau khi có cái kết quả này thôi thì các bạn chắc và cũng có cái đánh giá riêng của mình thôi. Thì bây giờ các bạn thì thành đánh giá sản phẩm của nhóm một thì đánh giá nhóm hai các bạn. Sau khi cái kết quả của nhóm mình rồi thì có nhóm nào muốn cải thiện như thế chung sản phẩm của nhóm mình được không? Nếu có nhóm nào có ý tưởng cải thiện thêm ra nhóm nào cao thì cũng cải thiện thêm nhóm mình thôi. Như vậy, cái tháng thì sẽ là
càng có thể tăng đều 3 lần một đường, cái khoảng của em rất là lớn. Còn cái lượng nhỏ bên này ấy, thì nó như ý vân cáo thế là tư thì giảm cái lượng sỏi và tăng cái lượng cảm và tháng lên. Chắc chắn nhóm này nếu được làm khá lượng cái nhóm này thì chắc chắn là sản phẩm đều sẽ là tinh khí lớn lên. Rồi, trong quá trình làm thì các nhóm cùng gửi từ đây cũng như nhật ký theo dõi. Bây giờ các bạn chú đến nhật ký theo dõi từng nhóm này gọi là giá được. Nhóm số 2 à, nhóm số 2 thì là có hình ảnh và cụ thể thành viên của từng nhóm và có lịch trình rất là cụ thể về những cái quá trình nghiệp của quá trình làm và coi phần thiết thân ngay luôn. Rồi như vậy là theo dõi đầy đủ cả ngày hình ảnh rồi và chụp lại tất cả hình ảnh. Còn nhật ký sinh nhật nhóm số 1, nhóm số 1 cũng có đầy đủ các thành viên, các cây thể các nhóm ghi chép thì rất là chú đáo. Còn cả bạn sẽ có đánh giá riêng của nhóm mình, thay cho thời gian một phút nữa để hoàn thiện việc đánh giá, sau đó thay về đồng hương. Kết quả như sau, nhóm số 1 đánh giá nhóm số 2. Kết quả cụ thể như sau, về các tiêu chí thì cơ bản nhóm số 1 đánh giá cái nhóm số 2 là ở các cái tiêu chí đã đều chủ yếu là ở khả thi tốt và một số thì ở mức xuất sắc. Rồi, con ở đây có một cái tiêu chí đó là đánh giá mức trung bình, đó là khả năng đặt câu hỏi trong nhóm khác, trả lời thỏa mãn trong nhóm khác. Như vậy, cơ bản thì đang ở trong khả tốt, rất nhiều tiêu chí sơ sơ. Nên con có một tiêu chí đánh giá là mức trung bình, đó là phân trả lời câu hỏi trong nhóm khác. Còn nhóm số 2 thì đánh giá nhóm số 1, kết quả như sau. Các tiêu chí được đánh giá đấy là chủ yếu ở đối với xuất sắc, rất ít tiêu chí nhóm khá. Nhóm khá đấy là chỉ cái sản phẩm là một phiếu gọi nhóm khá thôi. Như vậy theo kết quả đánh giá của các bạn thì nhóm số 1, nhóm số 2 đánh giá nhóm số 1 tổn thương, không phải nhóm số 1 đánh giá nhóm số 2. Thay thế về tổng kết cụ thể các điểm, hôm sau thế này thông báo kết quả cụ thể một nhóm phải báo cho mình. Thầy xin đánh giá lại cái hoạt động CTM của bạn đánh giá như thế này. Thầy thấy tinh thần làm việc của cả nhóm rất tích cực. Ở đây thầy khuyên cho tất cả các nhóm, đặc biệt là nhóm trưởng có kế hoạch rất là cụ thể. Thứ hai là sự tương tác với các thành viên của các nhóm thầy thấy cũng rất là tốt. Mỗi bạn thì có một cái điểm riêng và cái sản phẩm thì thấy là chất lượng thì cũng chưa được như mong muốn, nhưng mà cũng là có phần là lọc được cái lượng nước từ ô nhiễm có thể là thông được. Như vậy là làm được không? Còn về mẫu mã thì thành công. Còn sau cái buổi học này thì chúng ta bên nhà tiến hành là viết một cái bài thu hoạch nói đến cái cảm nhận của cái dự án STEM này. Và hôm sau thầy sẽ phát cho một cái thử học tập, đó là những cái câu hỏi liên quan đến cái thực tế để các bạn tiến hành hoàn thành và để bổ sung cái thực tế cho tốt hơn. Như vậy
dự án xin tên của chúng ta đến đây kết thúc. Thầy xin chào các bạn, hẹn gặp lại các bạn ở dự án tiếp theo.